Chúng ta có một cái event nó khá là đặc biệt mà không phải game nào cũng có được. Đó là event X3 di vật. Không những là di vật mà là còn X3 nha mọi người nha. 300% di vật. Không phải game nào cũng có không? Thì cái event này thì là mỗi ngày mà sẽ được 3 lần. Và event này có thể trong 7 ngày, như vậy chúng ta sẽ có tổng cộng là 21 lần được X3 lên. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 63 di vật. X2 khoảng 21 lần mỗi lần. X3 lên 63, 63 nhân cho 2 là 126 cái. Nghe có nhiều hả, đúng không? Đây, là thế này nè các bạn. Để cho những con ví dụ như Tiên Vua này, Bronya này, Sparkle này, và Runway này bỗng dưng lại nhanh hơn nữa, hiểu không? Cho nên là chúng ta sẽ ưu tiên cái việc gì? Chúng ta sẽ ưu tiên những cái dòng chỉ số bình thường của một con nhân vật cộng với việc đẩy tóc cho nó. Ok, cho nên là mục tiêu của chúng ta là tóc. Đối với Tiên Vua sẽ là tấn công, đối với những con khác là sát thương bạo, và đối với lại Runway sẽ là tấn công kích phá. Nghe hơi nhiều không? Nào. Wow. Ở trên là được 5 món, ở dưới là 2, và chúng ta có 2 cái áo băng. Trời, cái gì vậy? Đó. Cô giữ để tôi nhắc nhở không. Rồi. Ok, cũng được đi. Cũng được. Nhưng mà nó là xếp băng cho nên này bỏ này. Bỏ luôn này. Lần hai nào. 3 băng. 4 băng với 2 phong. Coi dưới trước. 1. Coi nó có tóc hay không nha. Trời chúng ta còn một lần nữa cho ngày hôm nay nha, lần cuối. Coi dưới trước. Ở dưới thì lại 3 ha. Chúng ta có 2 găng tay băng. Cái gì vậy? 1 2. Rất tiếc là lại không cần tiến lại. Chúng ta cũng không cần cái này luôn. Ê, từ từ nha. Để mình check lại coi cái con đang cầm giày băng của mình là Chiên Liêu đang có cái gì ha. Cái này bỏ này. Ok, cho thử được. Cái này bỏ chắc. Đầu tiên chúng ta có, thực ra chúng ta có một vài cái sẵn rồi. Còn cái mới á, thì đây. Lên luôn 15 nè, đó. Bỏ. Không, thật ra là mình dư phải không? Đây, cái thứ hai. Anh cũng không tin tưởng cho cái này lắm luôn ha. Nên là mình lên luôn. Này dưới là tóc thì mình chơi nha. Còn này không mình bỏ nha. Mình lên thêm một cái cũ nữa để kết thúc cho cái video ngắn này. Hey, that's pretty good. Hey, chốt một cái cho Runway. Chốt lại đi. Bây giờ mình chốt lại chứng minh nó xì cam đi. Tại cái này nằm ngoài luôn đúng không? Là luôn nè. Đó. Đáng lý nó dành cho một con DPS thì nó ngon hơn. Đúng là scam thiệt. Game này scam. Chứ bạn nghĩ con set xong này cho ai? The next day.
Nào, 3 băng, 4 băng. Rồi ở dưới là gì đây? Hai phong. Chính xác hiệu ứng. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ê, cái tấn công thì em thấy bỏ tấn công này bỏ. Bỏ tấn công này bỏ. Tấn công này bỏ. Em thử tiên vun được. Bỏ. Ô mạnh. Bỏ. Bỏ luôn. Bỏ. Bỏ luôn. Ui giời ơi. Bỏ sao? Bỏ hết. Lần hai nào. Ba băng này. Sao ở trên băng nhiều thế? Trời ơi, đừng. Trời ơi, no. Chính xác hiệu ứng. Ôi, không phải cái này. Lộn set rồi. Mạnh này. Mạnh luôn này. Lần cuối ngay. 7 món à. Hơn rồi đấy, nhiều phong hơn rồi đấy. Nhiều phong hơn. Suy nghĩ được. Tại sao? Mày mà set kill là mày ngon rồi. Tại sao? Thì biết là si bắt cầu đấy. Cục. Cục luôn. Sai 1-2 chữ. Trong này thì em nhớ có tay phong rồi đúng không? Ê. Không mà, anh không chơi tiên vui nè. Cái này được nè. À không, này dày mà. Ủa? Thì đó cái đó áo anh chơi tiên vui nè. Này là dày. Không, cái kia kìa, cái kia áo mà. Còn cái này á hả? Ờ. Anh thử lên 4 coi nó có speed không cũng được mà. Cái áo này thì thôi. Thì anh áo này tại không? Nó là áo nha, nó là áo nha. Ừ. Tôi cần thì chính anh. Xác, tôi cần kháng gì vậy ông ơi. Hôm nay xì cam hết. Nay xì cam 100% nha mọi người. Ok, và ngày thứ 3 trong chuỗi xì cam 7 ngày. Chúng ta có 1, 2, 3 băng, 1, 2, 3 phong. Ok, 3, 3. 1 bỏ này, 2 bỏ này, 3 bỏ này. Bỏ luôn này. Lộn xé rồi nha. 5 này, 2 luôn, bỏ hết này. Đúng gì, đúng scam. Quá đúng scam. Nào, lần thứ 2, 7 món à. 1, 2, 3, 4 4 băng, 8 món luôn. Ghê. Đếm nào, nãy là 6 món scam rồi đúng không? 7 8 Bỏ 9 10 Cho coi dòng 4 được. 11 Từ từ đã. Nhưng mà ok, cho phép. Ok. Này 12 này. Vậy là vẫn là 6 món scam nha. Ghê thiệt chứ. Vẫn 6 scam. Lần cuối nè. Lại là 6 món. Sao từ từ. 5 băng. Đếm nào. 13 14 15 16 17 Wow, amazing. Rất đều, cứ mỗi lần là 6 món scam. Ok. Thì một cái thông tin cho các bạn là lúc off stream mình đã vô tình
là 23.9 sát thương với 4 tốc độ thôi các bạn ạ. À. Đó. Cho nên khả năng là mình sẽ option à không. Rồi, mới này. Phải thử, đúng không? Biết đâu được nó qua món cũ thì sao? Ừ, không speed, thua. Rồi, à, mình còn món thứ hai là một cái giày, đúng không? Đây, chúng ta có một giày tốc độ. Sẽ rất hay nếu như nó có nó all in hết cho tấn công. Ồ luôn. Not bad. Ờ, cũng được á nha, cũng được. Được. Good. Hai món. Như vậy chúng ta đã có được hai món, một món on video và một món off video thì tính là một hay hai ta. Well, thì mình còn 4 ngày nữa để coi như thế nào nha. Ok, ngày 4. Trong 7 ngày xì cam. Thì bà cái e băng là thấy không ổn lắm rồi đấy. Ba băng à? Ừ. Hai cây dưới là cái gì? Như vậy này cũng vậy băng luôn. 4 băng. Ok. 1. 1 này. 2. Suy nghĩ được. Còn bạn có cái tốt hơn, bạn có cái tốt hơn. Dạ vậy thôi. 3. Gì đây? Nâng thử chơi vui. Hình như mình có bài cái đầu rồi thì phải. Sao nó cứ ra cái đầu hoài vậy ta? Em cũng sắp xong đó, cẩn thận em. Được, xem thử. Không, trời. Đang mạnh đấy. Ok, thì ví dụ mà không chơi tóc đi cho chiên liêu thì có thể suy nghĩ được. Ok. Bỏ này. Vậy là mình có 4 bỏ, 2 là 2 lấy. Chà, tỷ lệ tốt hen. Lần thứ hai nào. 7 món. Tàn phong. Rất nhiều phong ha. Ở dưới đây băng. 4 rồi đúng không? Ừ. Vẫn 4 nhé. Ừ, 4. 5 này. 6 này. 7. Ừ, không đứa nào cầm tay phong á. Không phải tay phong, phong thôi. Thì trong game này không có đứa nào 8. Chín, à không. 8. 9 nè. 9, ok. Ồ, tỷ lệ thấp hơn nhiều nha. Nào. Lần này là nhiều hơi 22. Nhiều băng. Nãy đếm tới nhiêu người ta? 10 đúng không? Hình như là 10, em nhớ là 10. Ừ. Suy nghĩ được không? Có vẻ suy nghĩ được. Ok. 10. Cũng ok, không cũng không tệ. Tệ. Cái này 11. Tệ 12. Tệ. 13. Rất tệ. Rồi lên. Lên 12 thử không? Thôi được rồi, okay. Hợp lý rồi. Từ từ khoan, từ từ để mình check lại chân liêu mình coi có khỏe vậy, hơi khỏe ra vậy, khỏe. ra vậy cho nên là yêu cầu cao. Cái cộng 6. Đổi lại tốc độ. Ok, bỏ luôn. Mình còn cái này đúng không? Cái nón với lại cái mấy cái giày. À, cái này y chang nè. Đó, à, ok. Khả năng chúng ta sẽ nâng cấp gì đó cho chiên liêu.
Bình tĩnh. Khoan đã. Chưa gì hết. Chưa có gì ngạc nhiên xảy ra cả. Được. Vẫn được, tấn công được. Đó bắt đầu đó, 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 thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, từ từ. Cũng được, được hơn cái này, được hơn cái này. Được hơn rồi hả? Được hơn, được hơn, được hơn rồi. Đánh thẳng ra đi à. Cúp. Cái này sẽ coi thử coi là nó có... Có cái xét cao chưa? Ừ. À rồi. Ok. Và như vậy Chiến Liêu đã có một món mọi người. What the hell? Ê, giờ món đó là cái đầu luôn á. Ừ. Rồi chừng nào tôi có cái bàn tay, tôi có cái áo, tôi có cái chân đấy. The next day. Ok, và ngày thứ 5 trong chuỗi 7 ngày xì cam. Một. Bỏ đi. Suy nghĩ được, lên 4 được, lên 4 được. Rồi tại sao nó là cái đầu nữa vậy? Em cũng đâu biết đâu, nên gọi em. Rồi tại sao mày lại là cái đầu? Mày muốn gì? 2 này. 3 này. 4. 4. Ê! Suy nghĩ được, suy nghĩ được, suy nghĩ được. Được, được, được. 5. 5 trên 7. Lần 2. Ok. Thấy ừ cũng nhiều nhiều rồi đó. Đó. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 luôn. 10. Yeah, đủ bộ. Nữa? Hoài vậy? Hoài vậy? Ê, cái đầu thứ tư thứ năm gì rồi? Mười ba. Mười bốn. Được. Cho mày cơ hội để mày về tóc. Gặp tiền vui, cho tiền, cho tiền. 15. Cái này còn xì cam hơn cái lý thuyết là mình không ra cái gì á. Ra đúng đúng món hết. Ra bao nhiêu cái đầu rồi. Thế nè, bao nhiêu cái đầu rồi. Nè. Nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Đúng thứ tự đó chứ. Mày còn chính xác hiệu ứng à. Ờ mày này vô tấn công kích phá nhiều nè, nó ta coi mình lên được tới đâu nha. Cái tấn cầu nó không hài lòng rồi nè đó. 2 cái tấn cầu là bắt đầu chua chua rồi nè. Đây tao đốt anh em song sinh này luôn nè. Đi. Giờ nó là kháng hiệu. Ôi làm ơn đi bro. It's alright, like. Thôi ít nhất tấn công kích phá mày được đi. Ok, dữ. Đây, một anh em. Triplet. Rồi. Đừng nhìn em không biết gì hết. Cái này lại là đều. Mày là ai? Mày đều. Đều thì đi. Đợi đi. Còn cái này đúng không? Cái này mới nè. Mình ném cũ đi. Không, thực ra là... Thực ra là... tấn công thì thầy tiếng vui được nhờ. Nhưng mà tại sao tấn double crit thôi? Anh tấn build con nào hệ phong? Ồ! Cho suy nghĩ cái đống này. Ừ, cái này suy nghĩ được. Cho suy nghĩ được. Anh có tính build đang hiện 4 sao.
Như vậy kết luận chung kết luận hiện tại vẫn là si cam. Ok, vậy là chúng ta có một cái nón cho một cái đầu cho hơn bi rồi ha. Ừ. Nhưng mà không phải một cái đầu cho Ranh Mây. Ok, có thể chấp nhận cho Ranh Mây được. Ngày thứ 6 trong chuỗi 7 ngày si cam. Thì bữa nay mặc cái áo màu xanh đúng không? Cho nó có sự hy vọng chút xíu. Làm ơn ra cái gì đó khác cái đầu giùm tôi cái nha. Mà nó không ra được cái đầu rồi, ok. Đếm nào. 1 2 3 4 Được. Được. Tại sao vậy? Thiệt chứ. 4 trên 6. Ê, tính ra cái x3 này 4 rác hết trên này nè. Lần thứ 2. Ồ, 4 cái giày này. Nhìn có vẻ được, nhìn có vẻ được. Này có cái này là 4 rồi đúng không? 5 rồi. Được, ok, ok, mày về tóc mày hiếm. 6 7 8 mày. Nó vẫn chịu. Mày. Chín nào, lần cuối của ngày hôm nay nào. Mười, 11, 12. Ui, 13, 14. 15. Đi hết. Như vậy kết luận chúng ta có hai cái đầu. Cũng đau khổ lắm. Gì đấy? Thôi được rồi, nó đang. Đây, đó. Đi. Nó không đi đâu anh. Nó chưa đi đâu. Lần nữa khác nhiều ấn thế đi. Ok, nó đi đấy. Nó đi được, thế... đi được đi. Mình còn thế một chị... cái giày tóc ở đây. Ừ, là cái này của set này để... Kháng vẫn được nha. Kháng vẫn được cho những con ví dụ như là để nó có cái nó có kháng cao để nó cầm cái Nó được luôn. Ừ, làm cầm cái vua 7 của bộ không bị gãy á, vẫn cầm được. Máu nhiều cũng được, không có không có nhiều thì châu tốt, không tốt. Xuống dưới kháng hiệu ứng xíu cho nó dễ build đồ nè. Dư cái này dư hai. Hai hợp lý, hợp lý. Cộng một món ha, cộng một món. Ừ, chúng ta còn một thứ duy nhất còn lại, đó chính là ấy, còn cái này nè. Đúng rồi, mình còn cái này nữa. Này như op stream đúng không ta? Ừ, không có, nó không trong hình stream được, thì là off gym rồi. Khoan, từ 2 tấn công nha. Thì tôi biết là 2 tấn công rồi. Ok, thêm cái kháng hiệu ứng nữa, được, good. Vậy là tiên vui có đồ. Rồi, khả năng là gì á, có thể là Runway cũng có đồ được cái đồ này. Đó. Vô. Oh! Bà ơi. rất là đúng chất của Hân luôn. Đúng chất của Hân luôn. Hân có muốn lên cho thêm lần tấn công nữa không?
Thêm lần tấn công. Bà ơi bà vô, mà vô giùm con cái tỷ lệ dưới này được không bà? Alo. Phải xin mới được còn lô nữa. Được rồi bà. Ngày 7, ngày cuối cùng trong chuỗi 7 ngày xì cam. Tới rồi các bạn. Như 6 ngày trước chúng ta đã có được bao nhiêu? Không đếm được bao nhiêu cái nón. Rất nhiều nón. Để xem ngày hôm nay có cái gì. Chúng ta vẫn có cái nón này nè, đã. Ok. Một bỏ này. Hai này. Mày cuối. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu, 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 sáu. Lần thứ hai. Bảy này. Sao? Tại sao nó vẫn là cái nón vậy? Hả? Tám này. Chín này. Mười này. Ai à. Mười một. Chỉ ra được cái nón. Vẫn ra được cái nón à sao? Và lần cuối cùng của X3 nãy 11 đúng không? 12 này. 13 này. Ê! Được, được, được. 14 này. 15 này. Nào. Tóc thiệt kìa. Nhưng mà nó tấn công làm ơn đi. Thôi, cái này thua nè. Cái này thua nhưng mà cứ lên đi, cứ lên đi. Ừ, cứ lên đi. Cái này thua cái kia. Mỗi thứ một dòng. Buồn ha. Này. Tế rồi. Tế là cái này á thì cũng nên có tóc. Và vô tấn công kích phá là ok nhất. Đó. Cái vấn đề là không có ai chơi tỷ lệ luôn á. Cái này tấn công kích phá này. Nếu mà nó lên nữa thì thôi. Sorry. Thôi. Bây giờ mình còn cái này. Thì cái này sẽ ngon nếu như có gì biết không? Tốc độ. Tốc độ. Trời ơi. Đó là trời. Giờ mày vô tỷ lệ đó đi. Mày ngon mày vô tỷ lệ bảo đó đi. Why? Đú là xì cam. Kết luận ngày 7 ngày hôm nay xì cam nha mọi người. Vậy kết luận là mọi người có nên hay không? Vẫn nên nhưng mà vẫn làm thôi, nhưng mà xì cam. Đó, daily xong luôn này, đó. Vẫn là xì cam nha.